chúng ta đều biết đến cổ mấy thời gian của Doraemon, có thể trở lại quá khứ hoặc đi tới tương lai, một cách dễ dàng và đại đa số đều tin rằng đó chỉ là câu chuyện hư cấu. Trong khi, thế giới ghi nhận nhiều câu chuyện bí ẩn ly kỳ về những trường hợp vượt thời gian để đến thế giới tương lai hay trở về quá khứ. Chính nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking cũng tin rằng hố đen có thể giúp con người du hành vượt thời gian và ngay cả thuyết tương đối của Einstein cũng cho rằng thời gian chỉ là ảo giác và mang tính chất tương đối. Nếu di chuyển với vận tốc tiệm cận với tốc độ ánh sáng sẽ xảy ra hiệu ứng kéo giãn thời gian, tức thời gian trôi chậm loại đối với những vật thể di chuyển cực nhanh. Sau đây là năm trường hợp vượt thời gian khiến các nhà khoa học đau đầu. Mời mọi người cùng gốc khám phá channel tìm hiểu chủ đề hấp dẫn kỳ này. Thắng liên tiếp 126 phiên chứng khoán nhờ đến từ tương lai. Năm 2003, một người đàn ông có tên Andrew Cushin đã bị FBI tiến hành điều tra vì nghi ngờ đã gian lận trong các giao dịch chứng khoán. Theo Ủy ban Giao dịch Chứng khoán của Mỹ cho biết, không rõ vì sao mà chỉ trong hai tuần, tài khoản của Cushin đã tăng từ 800 đô la Mỹ lên 350 triệu đô la Mỹ. Angel Cushing đã đầu tư vào các phiên giao dịch cổ phiếu có mức rủi ro cao và chiến thắng một cách thần kỳ tất cả 126 phiên giao dịch mà không mắc bất kỳ một lỗi nào. Trong khi những người chơi cổ phiếu lớn nhất phố Côn đã phải chịu những tổn thất lớn do biến động thị trường. Việc Cushing thu được những khoản lợi khổng lồ trong thời gian ngắn đã khiến những người chơi cổ phiếu nghi ngờ rằng có điều gì đó không bình thường với Cushing. Sau 4 giờ thẩm vấn... Kashin thừa nhận rằng mình đến từ năm 2256 và đã thấy trước được những biến động của thị trường chứng khoán để đầu tư thu lợi. Để chứng minh mình đến từ tương lai, Kashin đưa ra dự đoán về ngày bắt đầu cuộc tấn công Iraq và ông đã dự đoán chính xác. Kashin cũng tiết lộ thông tin về nơi ẩn đấu của trùng khủng bố Osama Bin Laden và về phương pháp điều trị bệnh AIDS. Yêu cầu duy nhất của Kashin là được tự do để có thể quay trở lại cổ máy thời gian của ông ta. Khi được hỏi về vị trí của cổ máy thời gian, Carson từ chối cung cấp thông tin cũng như về việc nó hoạt động như thế nào, vì e ngại rằng công nghệ này có thể sẽ rơi vào tay người xấu. Tất nhiên FBI đã tin vào câu chuyện của Carson, vì đã không thể lần ra thông tin về Carson trước năm 2002, hình như Carson chưa bao giờ tồn tại trước thời điểm đó. Tuy nhiên, ngay sau đó, câu chuyện cũng như sự tồn tại của Andrew Carson bỗng nhiên biến mất khỏi giới truyền thông không có mặt báo nào đề cập đến thông tin đó nữa. Chính trường hợp kỳ lạ của Andrew Cushing, một nhà du hành vượt thời gian đến trái đất từ năm 2256, là một minh chứng cho việc du hành thời gian là có thật. 2. Người đi đến tương lai của hơn 800 năm sau Trường hợp của Andrew Cushing là chuyện người đến từ tương lai. Nhưng trường hợp của Anne người Mỹ, sinh năm 1927, lại vô cùng khác vì ông là người đi đến tương lai của hơn 800 năm sau. Billet khẳng định rằng ông đã tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu của quân đội Mỹ. Năm 1943, ông tham gia vào một thí nghiệm mà vẫn đang còn nổi tiếng đến tận ngày nay, đó là thí nghiệm Villa Genfier. Một tàu chiến có tên USS có thể dịch chuyển tức thời, tức là từ một địa điểm này sang một địa điểm ở xa khác. Trong lần thí nghiệm thứ nhất chiếc tàu đã có thể dịch chuyển tức thời, nhưng một số thành viên của đoàn thủy thủ đã bị bệnh. Trong lần thí nghiệm thứ hai, thảm họa đã xảy đến với rất nhiều thành viên trong đoàn thủy thủ, nhiều người chết, nhiều người không còn tỉnh táo như bình thường do hệ quả của việc dịch chuyển tức thời. Chi tiết về dự án này đã được giữ bí mật. Theo Billet, đó là do những ảnh hưởng về mặt sinh học lên những người tham gia thí nghiệm. Ông nói rằng, ông không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra, mãi cho đến hơn 40 năm sau, tháng 1 năm 1988, khi tình cờ xem một bộ phim được dựng trên viễn cảnh thí nghiệm Philadelphia, thì trí nhớ của ông bắt đầu hồi phục. Vì vậy ông quyết định chia sẻ những trải nghiệm của mình. Chuyện của Billet kể không chỉ lôi cuốn mà còn được kiểm nghiệm thực tế và nhiều điều sau đó đã trở thành hiện thực. Anh Billet chia sẻ rằng ông đã tới tương lai và sống ở đó trong vòng hơn 2 năm mà cụ thể là đã sống 6 tuần tại năm 2173 và 2 năm tại thời điểm từ 2749 đến 2750. Ông cũng cho biết về những thay đổi địa lý trên trái đất vào thời gian đó với mực nước biển tăng, khiến bờ biển của Mỹ và Châu Âu rất khác với hiện nay. Khi đó, Florida đã chìm dưới nước, chỉ còn lại một dải đất hẹp; Atlanta, Georgia chỉ còn lại 3 km đất liền. Sông Mississippi đã trở thành một đường thủy nội địa, còn ngũ đại hồ thì trở thành một hồ nước rất lớn. Vào năm 2749, thì người dân còn sống cả ở các thành phố trên không các thành phố trên không đây không cố định mà có thể di chuyển mọi nơi trên thế giới. 3. Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cách đây 400 năm Tháng 12 năm 2008, tại Thượng Tư, một huyện phía nam Trung Quốc, các nhà khảo cổ học nước này đã rất kinh ngạc khi phát hiện một chiếc đồng hồ có kim giờ, phút, dây và khắc chữ Thụy Sĩ bằng tiếng Anh ở mặt sau. Chiếc đồng hồ đó dừng lại ở 10 giờ 6 phút sáng. Được tìm thấy trong một cổ quan tài, Điều đặc biệt là cổ quan tài này từ thời nhà Minh và có niên đại 400 tuổi. Điều này là hoàn toàn không tưởng, bởi cách đây 400 năm, thế giới chưa thể chế tác ra đồng hồ hiện đại như vậy. Mặt khác, ở thời đó đất nước Thụy Sĩ sử dụng tiếng Pháp và tiếng Đức chứ không phải là tiếng Anh. Đồng thời các nhà khoa học khẳng định chắc chắn rằng ngôi mộ cũng như chiếc quan tài này hoàn toàn nguyên vẹn và chưa bao giờ được mở ra từ thời nhà Minh. 4. Người đàn ông thế kỷ 19 bị tai nạn vào tháng 6 năm 1950, tại quảng trường Thời đại ở New York, một người đàn ông khoảng 30 tuổi với phong cách ăn mặc từ cuối thế kỷ 19, lang thang giữa đường khiến nhiều người chú ý, họ thấy ông có vẻ bối rối và hoảng loạn. Sau đó, người đàn ông này bất ngờ bị một chiếc taxi đâm vào và tử vong tại chỗ khi đứng giữa đoạn giao lộ. Điều kinh ngạc là sau khi các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, họ phát hiện nhiều vật kỳ lạ trong người ông. Một tấm thẻ đồng mang tên quán rượu lạ mà chưa từng được biết đến, tấm danh thiếp mang tên Rodger Fife, có địa chỉ tại Đại lộ số 6, 70 đô la Mỹ tiền cũ và một lá thư được viết từ tháng 6 năm 1876. Đặc biệt, những vật dụng này không có dấu hiệu cũ nát theo thời gian. Cảnh sát đã lần theo địa chỉ trên tấm danh thiếp và tìm được con dâu của Roger Fife tại Florida. Theo lời bà, thì cha chồng bà sau khi ra ngoài với dạo thì đã biến mất một cách bí ẩn từ năm 1876, khi ông mới 29 tuổi. Kể từ đó, không có bất cứ thông tin gì về ông nữa. Cảnh sát đã tìm kiếm hồ sơ về người đàn ông có tên Roger Facket đã mất tích năm 1876 và thật ngạc nhiên, khi thấy những mô tả về ngoại hình, tuổi tác, trang phục đều trùng khớp với người đàn ông bị tai nạn trên quảng trường thời đại năm 1950. Năm người đàn ông đi trước thời đại Bức ảnh trên được chụp trong một lễ hội diễn ra vào năm 1941. Tấm ảnh này rất nổi tiếng trên thế giới bởi sự bất hợp lý trong đó. Một người đàn ông ăn mặc hiện đại, mặc áo phông, đeo kính mát, khác hoàn toàn với phong cách thời trang những năm 1940. Ngoài ra, chiếc máy ảnh mà anh ta cầm trên tay cũng hiện đại hơn, rất nhiều so với những thiết bị tương tự thời kỳ đó. Bức ảnh kỳ lạ này từng được lưu giữ tại bảo tàng Ra Lone Bionia có rất nhiều ý kiến khác nhau về sự xuất hiện của người đàn ông kỳ lạ trong bức ảnh nhưng vẫn chưa có ai đưa ra được lời giải thích hợp lý du hành thời gian có thực sự khả thi không từ xa xưa vào thời kỳ mà tôn giáo còn nắm trong tay nhiều ưu thế cả nhiều nhà khoa học nổi tiếng đã lý giải rất sâu sắc về thời gian và cho rằng ngoài thời gian của loài người có một cảnh giới khác mà cái nhìn ở đó có thể đồng thời thấy được cả quá khứ hiện tại và tương lai còn theo quan điểm chung của con người hiện nay về thời gian thì đó là một thể liên tục theo trình tự quá khứ hiện tại tương lai cùng với các sự kiện xảy ra một cách tuần tự không thể đảo ngược sự tồn tại của thời gian là một điều rất hiển nhiên nó cứ trôi đi tuần tự một chiều như vậy tuy nhiên trong giới vật lý học lại có quan điểm khác họ cho rằng thời gian không hề tồn tại nó chỉ là một sản phẩm tự hình thành trong quá trình sống rồi định lại trong ý thức của con người Chẳng hạn như khoảng thời gian ở bên người mình yêu thương thì thấy quá ngắn, nhưng nếu phải chờ đợi ai đó hoặc điều gì đó thì lại thấy thời gian quá dài. Thực tế là thời gian không trôi hay đi qua, nó đơn giản là tồn tại ở đó. Hôm qua vẫn là hôm qua, ngày mai vẫn là ngày mai, tất cả là một hàng số, không có sự trôi đi như chúng ta nghĩ. Như Einstein từng nói, sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố. Nếu muốn du hành vượt thời gian, bạn cần di chuyển với tốc độ cực nhanh, gần bằng tốc độ ánh sáng 300.000 km trên giây. Phương tiện vận chuyển nhanh nhất mà loài người từng chế tạo đó là chiếc phi thuyền Apollo 10. Nó đạt được vận tốc 40.000 km trên giờ. Để du hành vượt thời gian thì bạn sẽ cần một phương tiện bay nhanh hơn chiếc Apollo 10 đến 27.000 lần. Đó sẽ là một chiếc phi thuyền khổng lồ, đủ lớn để mang theo đủ nhiên liệu, để vận hành cũng như tăng tốc đến gần vận tốc giới hạn. Và để đạt được vận tốc mong muốn, chiếc phi thuyền sẽ phải vận hành hết công suất trong suốt 6 năm liên tục. Thời gian đầu, phi thuyền sẽ tăng tốc chậm do kích thước quá đồ sộ của mình, nhưng sau đó tốc độ sẽ tăng dần và phi thuyền nhanh chóng đạt được những quãng đường lớn hơn. Tuần đầu tiên, nó sẽ tới được các hành tinh khác trong vũ trụ. Sau 2 năm nó sẽ đạt được vận tốc bằng phân nửa vận tốc ánh sáng và lúc này sẽ đang ở rất xa hệ mặt trời. Hai năm tiếp theo, vận tốc lúc này đã là 90% vận tốc ánh sáng và cách trái đất 30.000 tỷ dặm. Và sau 4 năm bay trong vũ trụ như thế, chiếc phi thuyền sẽ bắt đầu du hành vượt thời gian. Lúc này, cứ mỗi một tiếng đồng hồ trên phi thuyền thì so với trên trái đất, hai tiếng đã trôi qua, tương tự với tình huống bay vòng quanh hố đen siêu nặng. Bay tiếp 2 năm nữa, lúc này vận tốc của phi thuyền đã đạt tới 99% con số mong muốn và mỗi tiếng trên phi thuyền sẽ tương đương với một năm ở trái đất. Phi thuyền đã thật sự bay vào tương lai còn có một hướng đi khác tiết kiệm thời gian hơn cho con cháu chúng ta trong tương lai đó là sử dụng thuyết hấp dẫn lượng tử vong các nhà khoa học mỹ đã tính toán và dự đoán rằng không gian thời gian bị uốn công rất mạnh ở gần tâm của lỗ đen kết quả của sự uốn công này là không gian thời gian tiếp tục tiến vào một khu vực trong tương lai mang cấu trúc của một lỗ trắng chúng ta có thể hình dung lỗ trắng giống lỗ đen nhưng có tính cách trái ngược lỗ đen liên tục nuốt lỗ trắng lại liên tục phun ra vật chất và nguồn gốc của vật chất mà chúng liên tục phun ra chính là những thứ mà bản sao trái ngược, lỗ đen đã nuốt vào ở một địa điểm thuộc về quá khứ. Nói cách khác, lỗ đen mà chúng ta quan sát được chính là cổ mấy thời gian. Nếu chúng ta đứng trên một hành tinh và bị nó nuốt vào thì chỉ trong khoảnh khắc, chúng ta có thể thấy mình xuất hiện trong tương lai. Một cách giải thích khác là dựa trên lý thuyết đã được chứng minh về thời gian sẽ chậm lại trong các trường hấp dẫn mạnh. Vì vậy, khi bị rơi vào lỗ đen một nơi có trường hấp dẫn cực mạnh vật thể đó sẽ ở một nơi mà thời gian trôi qua chậm hơn trong khi ở bên ngoài lỗ đen thời gian vẫn trôi với tốc độ bình thường đến khi hành tinh hay ngôi sao đó được thả ra khỏi lỗ đen nó vẫn ở vị trí cũ trước khi bị nuốt nhưng đã là một tương lai rất xa do thời gian bên ngoài lỗ đen trôi nhanh hơn ở genva thụy sĩ tại hội đồng nghiên cứu hạt nhân châu âu đã tiến hành các thí nghiệm để tạo ra những lỗ đen nhỏ có thể áp dụng cho việc du hành trong thời gian Chắc rằng trong tương lai con người sẽ phát minh ra được cổ mấy thời gian và thực hiện các chuyến du hành đến tương lai, thậm chí là trở về quá khứ. Chủ đề hôm nay đến đây là hết. Nếu thấy thú vị thì hãy đăng ký để đón xem những video hấp dẫn trên kênh của Gốc Khám Phá Channel. Hẹn gặp lại!